trở về đến trường hiền hiền đến lên sàn. Thank you.
hoài vào làn lệ thân phận. Thank you.
Thank you.
gì? Anh Trần, anh Nhi và anh chị cũng qua nghề, cũng quan tâm và chiều cố, còn cũng thời gian thì bảo ban đầu. Từ việc thì hết rồi, từ tiền, từ tăng tiền, từ những nghề, thật yếu và thiếu hụt của các quen. Công đức, vô lượng vô biên của quý anh, thay mặt ba của chúng ta về, cùng với các lời của bà các quen, khi được yêu quan tâm trở về để chia vui và cùng nhau thay mặt ban tổ chức tăng lễ những lời và các tiếng khi được ghi nhận chứng đức của thí tổ chức tinh thần cảm ơn. Vì đói vì khen đến từ chúng ba chúng tôi xin mời vì đói vì khen và làm lời biện. Kính thưa quý vị, hôm qua nhà là sẵn sàng nuôi con thơ hậu để ngày lớn khôn, bây giờ có nhà được thành mà còn đâu nữa, lấy ai bảo vệ hôm nay chỗ hầu nước sinh ra của chúng tôi luôn công bằng vì một nhà thiết yếu nên đã từ nhận vào hồi tháng vừa 30 ngày 26 tháng 3 năm Mậu Tý, được sự quan tâm và giúp đỡ đồng thời cùng được sự thuộc yếu riêng hơn từ cầu nguyện tất cả toàn thể ai của chúng tôi thành công ghi hình công đức một cái thằng chỉ được riêng tất cả toàn thể vì gì tôi có cảm thấy được cảm ơn người ta mùi người biến chúng tôi hy vọng đã được gặp biết con nguyện văn quân và chú nguyện văn quân chúng tôi sẽ bắt qua của chúng ta lễ khi được trả lời với ông nguyện văn quân và khi được trả lời với ông nguyện văn quân vì đó là người rằng hôm nay chúng tôi hy vọng sẽ giới thiệu và chúng tôi khi thay mặt cho ba tổ chức tang lễ khi được đón tiếp quý em khác thuộc của một đơn giá thứ đã quan tâm trở về của các đường Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dùng cả nước và chuẩn bị đi vào buổi lễ cầu cho cô mẫu Cecilia. Chúng tôi trân trọng cái lời đón tiếp và trân trọng cái mời. Trở về tỉnh An Đường, thiền diệu trước đất sàn để phục điếu và chia buồn cùng các quyến. Thay mặt ban tổ chức đăng lễ, cũng như thay lời cho các quyến, xin được biên quý vị, xin được cảm ơn. Chúng con xin chờ đi, chúng con sang giữa cảnh giữa nhân cứu.
này quá gia đình vào diễn lệ vì người già sức yếu nên nhân vật chúng ta gọi được nên đã tự mình vào hồi và người ba mươi ngày 26 người con đang hầu tím người thì mấy nước mấy chờ múa và đang ngồi ngoài nghĩ nghĩ quan tâm và tài sản ưu ái quan tâm về được hai đường ghế diễn lệ thống biếu và cái buồn công tác của chúng con một lần nữa thay mặt cho các tổ chức các lời cũng như thay lời cho anh Thanh Tuyến chúng tôi rất cảm thấy được kia và một lời chúng tôi xin thành kính kia
rùa thịt. Hôm nay cổ một quá đặc biệt, thay mặt ban tổ chức các lễ, tôi biết hai lời cho các quyền xin được ghi nhận công đức của các quý vị và các bạn xin cảm ơn.
và trong cái địa bàn này thay mặt ban tổ chức tang lễ cũng xin mời cháu hằng từ ra từ tai đường để tiếp đón quý vị bà mẹ của cháu, xin mời cháu trở về phía tai đường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trong tay Chúa con đưa
chi. Lạy Chúa xin cứu thoát con, vì Chúa công chính thủy chung. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài. Vì Chúa đã cứu chuộc con, lạy Chúa là đấng tin chung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Thank you.
và thánh thần. Lạy Cha rất nhân từ, chúng con tin chắc rằng người thân yêu của chúng con là Cecilia Trương Thị Diệu, cũng như mọi người đã qua đời trong ân nghĩa Đức Kitô sẽ được sống lại với người trong ngày sau hết. Vì thế, chúng con xin phó thác người thân thương của chúng con trong tay Chúa. Chúng con cảm tạ Cha vì khi Cecilia còn sống ở đời này, Cha đã ban cho người thân yêu này chúng con muôn vàn ân huệ, làm dấu chỉ hầu nhiệm các thánh cùng con trong Đức Kitô. Lạy Cha là đấng giàu lòng thương xót mở cửa thiên đàng cho người thân yêu chúng con là một Cecilia được vào nước Cha. Và được cùng người thân yêu chúng con sống bên Cha mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây chúng ta rạy nước. Nước là biểu tượng của sự sống. Và chúng ta rạy nước trên di quan, trên mề. Đó là biểu tượng chúng ta xin Chúa ban sự sống vĩnh cửu cho mề. Lạy Chúa, chúng con ngước mắt nhìn lên Chúa, lòng tưởng nhớ người thân yêu chúng con. Chúng con xin Chúa nhận lời chúng con cầu nguyện sống bên Chúa. Lạy Chúa, xin cho Cecilia được sống bên Chúa. Xin Chúa vào quê trời là một với những người đã ra đi trước chúng con. Xin Chúa cho người thân yêu chúng con được hưởng vinh quang với các bà nữ Chúa. Bên Chúa. Xin Chúa cho người thân yêu này được chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa và vui sống thành thơ. Lạy Chúa, xin cho Cecilia được sống bên Chúa. Chúng con được thêm gần gũi Chúa. Lạy Chúa, xin cho Cecilia được sống bên Chúa. Ta trong tay Chúa và Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thì hiện giờ đất cũng như trên cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Maria, Đức Chúa Trời, Thượng Bà, có phước bà, mọi người nữ là Giê-xu có lòng bà. Lạy Chúa, khi còn sống, người thân yêu của chúng con, mẹ Cecilia Trương Thị Diệu, đã nguyện theo Chúa. Nay người đã qua đời, thì xin Chúa rũ lòng thương, tha phạm những hành vi tội lỗi của người thân yêu. Và cũng như khi còn ở trần thế, người thân yêu chúng con được liên kết với cộng đoàn tín hữu. Nhờ đức tin chân thật, thì giờ đây ước gì nhờ tình thương Chúa, thân yêu chúng con cũng được thật toàn Chúa chúng con. Amen. Chúng con cho con sự giữ an, và đã ghi được tên được
tình Đức Thánh Đức Bà Maria cầu cho chúng con. Thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng tin cầu cho chúng con. Lạy cả thầy vì danh Chúa nhân từ cho nên hầu Cecilia đặt lên chỗ nghỉ ngơi. Sài Gòn bị bắt rồi, chứ không có cho đi đâu nữa. Thôi đâu, coi lại tính kiện vé với passport. Thôi có chị, tôi ra tới đó mà không có rồi, chạy luôn.
Thôi đi nha. Ai xe xe ngồi lên trước. Ai xe xe ngồi chứ. Ai xe xe không có ai xe xe ngồi trước. Không, có ai xe xe ngồi trước mà không có xe xe. Ai xe xe ngồi trước.
Oh,
đại con xin
cô rồi đấy. Ở bên cô đấy. Ở bên cô phải không? Nhớ là cho các cháu được bình an theo cách.
rồi vạn thực vạn lắm các quận giải thế nhé. Thank you.
Để mình hay đi. Chào trời ơi, tôi đi chủ đấy, tôi đi thanh vĩnh, tôi đang hoang này phấn vũ lắm. Tấm lòng tôi lửa đó, nó còn cái việc của tiệm những cái công lực. Dài liền phải không? Thank you.
Thank you.
đảo là Hòn Nha, và đồng thời chúng tôi cũng xin đón nhận anh Nguyễn Chồng ở làng Thanh Chương cùng có phụ liệu cho mỗi màu. Thôi, ngươi có xin lắm, hiểu ngươi thì chuyên của chuyên đâu. Nói chung đi này, tình cảm thì mình biết với nhau, dạ. Hiểu không? Dạ. Còn thì không được. Thank you.
giờ có bà Tư Tăng, mẹ còn đâu nữa, lấy ai thì bảo đền. Bây giờ thấy tầm số, anh Tư, anh Nghĩa, anh Đầu và anh Tư là bà con về phía nước ngoài của Cố Mầu. Mấy đời lần lần khúc phục cái thái quay làm thái vì họ yên mong và tất cả toàn thể quý nhân quý vị của dòng máu đã quan tâm với hàng tác viên của chúng tôi trên trọng kính mời anh ơi anh cầu vì cần làm việc xóm cầu vì cần đồng bàn cho nên hôm nay cũng quan tâm và một thời gian trở về để cái nơi cầu nguyện chúng tôi xin ta đặt ra một cái tăng lệ và chúng ta gửi cho hàng tác viên xin được cảm ơn. Anh Dương, xã Thủ Tiên, anh Trung là đại diện thông gia của gì? Đại diện thông gia mời anh vào làm lễ viếng. Ưu ái tề từ trước lẫn cửu để làm lễ viếng. Tiếp theo buổi lễ viếng, xin thay mặt các ban tổ chức tang lễ, tôi xin thay lời chúc tất cả toàn thể tang quyến, gái trai, dâu rể
nội ngoại thì được đó biết hội đồng giáo sứ của thôn Kiến Sung, và đồng thời chúng tôi ăn án kỳ lân kỳ thả kỳ ti kỳ việt và tổ mân hội đồng giáo sứ. Cha thì dựng dưới đất cũng như trên trời.